Hôm nay chúng ta lại ra thiện nghiệp khu vực sân bay thành phố Phan Thiết nha anh chị. Và trước mặt anh chị là một cái lô đất hai mặt tiền 2.000 m², nó cực kỳ đẹp, vuông vắn thẳng thớm. Xin chào tất cả các anh chị quay trở lại kênh của Hiệp. Thì thật lòng mà nói thì chắc có lẽ nếu anh chị theo dõi kênh của Hiệp thường sẽ thấy là lâu rồi Hiệp mới đưa các cái mảnh đất ở thiện nghiệp lên. Vì cái khoảng thời gian vừa rồi anh chị thì thị trường nó cũng khá là đảo chiều, nhưng mà đất ở thiện nghiệp thì cũng không có rẻ xuống anh chị, không rẻ xuống. Bởi vì một số cái nhà đầu tư mua ở đây rồi thì bây giờ là họ không bán ra anh chị, họ không có bán ra, hoặc họ bán ra thì không có giảm giá. Và hôm nay thì có một cái lô đất trước mặt anh chị nè, góc hai mặt tiền, cái bề rộng của nó là 26 m và bề dài của nó là khoảng 78 m anh chị. Hai mặt tiền thể hiện trong sổ mà nó rất là vuông vắn thành hình chữ nhật luôn. Hiệp mới đưa cái mảnh đất này lên cho anh chị xem. Thì từ cái vị trí này là đường Trần Hữu Soàng nè anh chị nè, đường Trần Hữu Soàng, anh chị ra đến cổng số 3 của sân bay thì đâu đó khoảng 3 km đổ lại anh chị, quanh mức đó đây. Còn cái khuôn đất thì có bờ bao, có cọc cắm, nói chung là mọi thứ nó rất là chỉnh chu anh chị. Nếu xét về cái vị trí là nằm trong khu dân cư, mà khu dân cư ở Thiện Nghiệp thì anh chị biết rồi, nó không có đông đúc san sát. Nó là thành phố Phan Thiết nhưng nó là xã Thiện Nghiệp thành phố Phan Thiết, thì nó không có san sát giống như là ở trong nội thành. Các cái phường ở trong trung tâm thì nó sẽ là đất lô, còn ở đây vẫn tính bằng sào và bằng ngàn mét mà anh chị. Cho nên là nó cũng sẽ lưa thưa. Nhưng ở chỗ này là quy hoạch thổ cư nha anh chị, phủ hồng nha. Và mặt tiền nó cũng khá là rộng, nó đáp ứng dư cái tỷ lệ vàng anh chị. Nó qua gần giáp mép nhà người dân là nó được 26 m. Thì cái ưu điểm tiếp theo của nó là nó vuông và nó hai mặt tiền. Cái thứ ba nữa là anh chị nếu mà ví dụ mình mua cái mảnh đất này thì mình làm được rất là nhiều thứ, từ có thể làm homestay, làm nhà vườn, mua để dành, hoặc là rất nhiều thứ để được. Đó là rất nhiều ưu điểm. Và thậm chí anh chị không có gia tăng thêm giá trị nhiều vào lô đất này. Anh chị nhìn thấy là cái nền đất rất là bằng phẳng, sạch đẹp, không vướng phong thủy, không bị cái gì hết trơn anh chị. Xung quanh là không thấy mồ mả, không thấy bất cứ một cái gì nó bất ổn. Thì nói chung là nếu mà xét về vị trí, xét về khuôn đất, mọi thứ là sạch đẹp, điện, nước, internet thì khỏi bàn anh chị ha. Nó có hết. Nhưng mà nó quá ok, nó quá ổn so với các cái mảnh đất khác nha anh chị. Hiệp không so với những cái mảnh đất ở cái vị trí nó xa xôi hoặc ở nơi khác, mà so với những cái mảnh đất lân cận thì đây là một cái mảnh đất mà vị trí đẹp, thửa đất đẹp, mặt bằng đẹp, mọi thứ nó đẹp và giá cũng đẹp luôn anh chị. Nó hơi cao hơn hàng xóm một chút nha anh chị. Và Hiệp đưa lên để anh chị tham khảo. Nếu anh chị nào thực sự thích những cái mảnh đất đẹp, hoặc là anh chị có cái nhu cầu để mua cái chỗ này vì nó ưng mắt anh chị, thì là có thể anh chị tham khảo thêm. Còn thực ra mà nói, công bằng mà nói thì giá nó sẽ cao hơn những cái mảnh đất khác lân cận. Bởi vì nó đẹp hơn, nó hai mặt tiền, nó cũng có những lý do riêng của bản thân nó. Còn cái phần đuôi nó sẽ giáp với cái nhà ở phía sau nè anh chị nè. Cũng có cái hàng rào ở phía sau cái mảnh đất là cũng có cái hàng rào. Thì Hiệp công khai giá bán của lô đất này luôn. Đó là hai sào là 10 tỷ, là 5 tỷ một sào anh chị. Đó là 5 tỷ một sào, tức là 5 tỷ là 1.000 m². Và không có bán lẻ nha anh chị nha, không có bán lẻ. Đây, phía sau nó có cái đường nhỏ nhỏ nữa. Và thôi mình không cần cái đường này anh chị, quá nhiều đường rồi. À, cái mặt tiền trước và mặt tiền bên hông là đủ thoáng rồi, phía sau là không cần. Nhưng mà nó có móc ranh, móc mọi thứ nó ổn định, nó gọn gàng ha anh chị. Thực ra ở đây á, thì nhìn thấy nó hơi cỏ rác, hơi sơ sát, hơi khô một xíu. Nhưng ở đây có nhiều người làm vòng thành lên rất là đẹp và trồng dừa. Thậm chí là dựng thêm một số cái nhà gỗ ở đây. Ở đây người ta cái gu như vậy anh chị, lên là sẽ rất đẹp. Bởi vì dừa nó sẽ có cái bóng mát, nó có mọi thứ và nó sẽ trở nên xanh tốt hơn rất là nhiều. Còn ở đây là không có làm cái gì thì đất nó sẽ khô như vậy. Và đặc biệt là mùa khô ha anh chị. Thì nói chung là cái lô đất nào cũng vậy, sẽ có ưu điểm và khuyết điểm. Và trong cái kênh của Hiệp thì sẽ chia sẻ với anh chị hết tất cả mọi thứ. Bởi vì phải đưa ra những cái thông tin nó chính xác nhất có thể anh chị, để hỗ trợ anh chị nhà đầu tư. Rất nhiều người đang ở xa và muốn quan tâm đến những lô đất, cho nên bên Hiệp sẽ ưu tiên những cái thông tin nó chính xác, nó minh bạch. Minh bạch về giá nè, minh bạch về giấy tờ, sổ sách và mọi thứ để cho anh chị quan tâm theo dõi. Thì có cái gọi là cái mốc anh chị, cái điểm để anh chị so sánh. Và nếu anh chị muốn tìm kiếm thêm những cái lô đất hoặc là những cái thông tin mà ở thành phố Phan Thiết hoặc ven Phan Thiết về bất động sản, về kinh nghiệm, về rất nhiều thứ và đặc biệt rất nhiều sản phẩm của Hiệp ở trong đó, thì anh chị có thể vào fanpage Người Tốt Bán Đất
anh theo dõi cái kênh này để anh chị cập nhật nó nhiều hơn. Rồi còn cái kênh YouTube và TikTok á, sẽ cập nhật nó sẽ không bằng trên Facebook đâu anh chị. Vì trên đó có rất là nhiều bài đăng, bài video, bài post, nói chung là rất là nhiều cái thông tin ở trên đó, nó tích cực và nó cập nhật thường xuyên và mỗi ngày rất là nhiều. Đó, thì cũng vừa chia sẻ anh chị thêm thông tin, thì cũng vừa chia sẻ chi tiết cái mảnh đất là bên hông ở đằng trong và các cái hướng để cho anh chị có thể theo dõi một cách nó dễ dàng hơn. Và Hiệp xin nhắc lại là với 2000m2 này, nó rất là vuông vắn, bề ngang là 26m, bề dài là khoảng 78m, nó vuông nha anh chị, nó có 4 cạnh thôi và quy hoạch phủ hồng toàn bộ. Thì anh chị có thể liên lạc để Hiệp và đội ngũ cộng sự có thể hỗ trợ anh chị được nhiều hơn. Còn giá bán thì là 10 tỷ. Dù xưa giờ Hiệp hiếm khi mà đưa những cái mảnh đất mà giá cao hơn hàng xóm lên lắm anh chị. Thực lòng mà nói rất ít khi Hiệp đưa lên. Nhưng mà để cho anh chị thấy là cái biên độ giá ở mỗi khu vực nó rất là lớn, và bên Hiệp luôn cố gắng chọn những cái mảnh đất mà nó hợp lý nhất, nó tốt nhất, mua cho khách hàng cũng giống như cái kiểu là mình đi mua cho mình anh chị. Và những anh chị đã đến đây rồi đã gặp Hiệp sẽ thấy là Hiệp nói và sẽ làm nó sẽ thống nhất với nhau anh chị. Còn riêng hôm nay là nó là đặc biệt, riêng hôm nay rất đặc biệt. Cũng nói trước với anh chị là giá nó đắt nhưng mà vẫn đưa lên để anh chị có thể tham chiếu là cái biên độ của cái khu vực này nó là như vậy. Rồi cái hoạt động mua bán ở khu vực Thiện Nghiệp thì nó cũng là như vậy. Nó cũng không sôi động lắm đâu anh chị, không sôi động lắm, mà nó cũng không phải là giảm giá khủng khiếp sập như một số nơi, bởi vì ở đây vẫn chờ đón rất là nhiều cái thông tin. Và đặc biệt ngoài cái việc sân bay ấy, thôi thì không đề cập thêm sân bay nữa, bởi vì đây là khu vực Thiện Nghiệp rồi. Đề cập thêm thì anh chị nói là quảng cáo sân bay nhiều quá ha. Nói vui vậy thôi anh chị, sắp tới là ngày 30 tháng 4, khả năng là 99.99% sẽ đưa cái cao tốc Phan Thiết Thành phố Hồ Chí Minh vào vận hành luôn anh chị. Và khi cao tốc vào vận hành thì chắc chắn là lưu lượng của người đến sinh sống, làm việc, thậm chí là đầu tư kinh doanh ở Phan Thiết sẽ tăng lên rất là nhiều. Và lúc này cái giá bất động sản ở khu vực Phan Thiết cũng sẽ tăng lên. Thì Hiệp có một anh khách ngày hôm nay tiếp một anh khách, thì anh cũng đầu tư khá là nhiều nơi, cũng bắt đầu có tuổi rồi anh chị, cũng lăn lộn rất là nhiều nơi. Thì anh cũng chia sẻ là thật lòng là anh thấy là Phan Thiết là một nơi rất là tiềm năng, là vùng trũng thật. Những cái thành phố khác á, thì trước đây anh đi 6-7 năm, 8 năm trước thì nó hoang sơ, thậm chí hơn Phan Thiết. Và bây giờ cái tốc độ phát triển của nó rất là cao và nó nhân được rất nhiều lần tài sản. Thì anh thấy cái mô hình ở Phan Thiết nó cũng tương tự và có rất nhiều điều kiện để phát triển, cho nên là anh chọn ở Phan Thiết để anh tiếp tục anh đầu tư và anh sẽ chuyển dịch cái tài sản về đây. Thì đây là một cái chia sẻ của khách hàng nha anh chị, chia sẻ khách hàng. Và những anh chị nào mà đầu tư từ Bắc vào Nam mà đi nhiều nơi thì anh chị sẽ thấy là cái chia sẻ này là nó hoàn toàn chính xác, không mang tính chất quảng cáo nha anh chị. Cái nào quảng cáo thì sẽ nói quảng cáo, còn cái nào không là không. Mình chỉ chia sẻ thông tin để anh chị có thể lấy cái thông tin đó làm tham khảo. Mà thông tin nó càng chính xác thì anh chị sẽ càng yên tâm, đúng không ạ? Anh chị sẽ càng đánh giá cao cái kênh Hiệp Bất Động Sản. Rồi, thông tin lô đất đến đây thôi. Nếu anh chị quan tâm đến lô đất này thì hãy liên lạc với Hiệp và đội ngũ cộng sự bên dưới nhé. Rồi, cảm ơn anh chị đã xem. Bye bye.